rồi xong là gì, vẽ hình rồi là tô màu, tô màu cho nó, cho bắt đầu hình tròn đi, vẽ vào hình tròn, vẽ cái vết chờ bóc rồi đổi thành cái màu khác cho hình tròn đi. Baikaner cho một gì đây á, rồi bây giờ quay về vẽ hình tròn, giờ đo edit này, 0,0 của cái hình cột cái picture box, chiều rộng 150, chiều cao 150 này. Chờ hết cái picture box này đây. Picture demo này chấm quýt này. Picture này chấm 2. Ở phải cho vào góc một tí hết đây. Mười mười ở chỗ này trừ đi mười, mười 20. Méo méo tại pin trưởng bóng chưa buồn thế nào. 3/5, 3/3/3 đấy. Đấy, cho nó vuông. Canada sữa thì lúc này cho ancho nó. Ancho bắt đầu gì? Cho ancho tứ phía bây giờ. Đấy. Méo không? Nhìn nó như kiểu mình trước nó cao hơn nhỉ? Ờ đấy không quan trọng, bây giờ quan trọng sao để tô cái màu cho nó đúng không? Đấy tô màu các em dùng một cái chổi. Đấy. Đấy. Muốn tô màu các em dùng một edit này. Cái tô điền cái tiếng Anh là gì các em? Pin. Chấm pin đấy. Muốn pin các em có pin nó ra. Pin nó vẽ hình tách ta là pin tách ta này. Thấy chưa? Đấy, đổ màu đấy. Bây giờ Rekta thì nó khác cái pin, nó khác cái phần ở trước là nó yêu cầu cái chổi, cái bút vẽ, còn đây yêu cầu cái bờ rác, cũng là cái chổi. Cứ tô không ai lấy bút mà tô nó nâu, lấy cả cái chổi hoặc cái xô đổ phát xong luôn. Đấy. Và chổi em nhìn thấy bờ rác, là em khai báo một cái đối tượng bờ rác này. PR là vàng lưu. Solid bờ rác, tức là một cái chổi nhỏ nhỏ. Đấy, cái chổi yêu cầu bên trong, cái là canner, cho nên tô màu màu gì nữa, chuyển vào trong. Tô màu đỏ hạn cho tô màu xanh, màu xanh được màu xanh màu xanh màu xanh. Và trong khi nick ta này các em điền tương tự. Cái chỗ này để con này các em sai mà không đến nick ta đi. À một cái đối tượng nick ta này. New nick ta. Nick ta yêu cầu các tham số này, tọa độ này, sau đó là chiều cao, độ cao này các em cho vào trên này. Được chưa? Để nick ta. Và bên dưới các em cần pin nick ta yêu cầu và truyền vào cái chỗ này, bờ gác này. Tô hình chữ nhật nào trên một rách trang này. Bây giờ cái tờ lon phải bỏ đi này. À quên, eo nít. Đang phi eo nít. Đây phi eo nít vẫn thế nào. Để chú xem. Không phi mình vừa rộn. Đấy chưa. Bây giờ cả tất cả là hình bên giữa màu xanh luôn. Các em muốn có viền bên ngoài thì vẽ một cái hình bên ngoài cho nó. GRFX này. Hoặc ở đây các em xong một cái đi. Chấm draw edit br này, vẽ thì là dùng cái chổi còn lúc tô, à lúc tô dùng cái chổi còn lúc vẽ dùng cái bút, đứng ở bên ngoài lấy cái chổi tô nhanh cần dùng vết tang rồi nhỉ. Thấy chưa, bên này có cái phần viền đỏ đỏ nó bao ngoài bởi vì vẽ cái hình viền xong, muốn vẽ nó cách xong một chút thì các em đẩy cái thùng chữ nhật này gắn lại ở thủ của nó rách này, khai báo hình chữ nhật mới lưu nó ra này, có lên cái trên này xuống nó thay đổi một chút đi nó khác. Đưa nó không phải tọa độ là 10 10 nó cho nhỏ một chút là cho 8 8 thôi.
88 trừ đi 22 đúng không? Mỗi cái cách hai đơn vị hướng trước không? Bây giờ các em nhìn này, con vị này. À. Vị 2. Để cộng lên phải trừ đi với bao được thì nhầm đúng không? Nó to hơn thì ngoài thì chiều rộng nó phải cộng lên. Cộng thêm 2 xong rồi cộng 2 bằng 18. Tính với toán, toán tốt thế nhỉ? Thế nên còn toán đâu. Nó chưa đẹp. Đẹp thật đấy. Thế nào? Tâm ở đây này. Mình bớt đi. Là đến đây 2 đơn vị lên trên này. Cho nó tận chỉ đến 10 này. Thế thôi chứ. Thế 10 trừ 20. Đặt cái năm 10 trong này sẽ trừ đến 5 đơn vị. 10 trừ 5 bắt đầu 5 năm. Đã được chưa các em? Đấy, bây giờ tính chuẩn đỡ rốt rồi. Tính toán. Và cái đường bên ngoài các em muốn nó chọn to hơn thì chúng ta dùng cái pen này. Chấm cái gì nhỉ? Em nói trước rồi. Pen chấm quýt. Đấy. Cho 3. Đấy, chúng ta mình có. Thấy chưa? Vẽ cái gì bên ngoài nó tròn rồi.